Chủ tịch nước đã dành nhiều thời gian trao đổi về những bức xúc phẫn nộ của cử tri quận 1 thành phố Hồ Chí Minh trước hành động ngang ngược của Trung Quốc về việc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng biển Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Cái công cuộc bảo vệ cái chủ quyền thiêng liêng của mình là hết sức kiên quyết. Và chúng ta cũng đã nói thế giới rằng chúng tôi đấu tranh bằng hòa bình, mình lúc nào cũng hòa hiếu các đồng chí ạ. Chính chỗ đó được dân thế giới ủng hộ, nhiều nước thế giới ủng hộ ở các hình thức khác nhau. Chủ tịch nước khẳng định nguyên tắc đi lại tự do vô hại trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì không có vấn đề gì, nhưng Trung Quốc đặt giàn khoan trong phạm vi 200 hải lý là vi phạm và Việt Nam phải đấu tranh.